À, người ta nói là thức đêm mới biết đêm dài. Một đêm á các bạn, nó dài thăm thẳm chiều trôi. Rồi cũng như cái câu tình cha như núi Thái Sơn. Có con rồi mình mới biết. Rồi hello quý vị và các bạn thân mến. Thì sáng hôm nay thì tôi này nhận được rất là nhiều cái tin nhắn trong cái Facebook là tại sao không thấy anh Tony làm cái buổi talk show sáng hôm nay, anh đi đâu rồi, where are you, you có bị gì không, sao đó. Thì trong cái video này Tony xin chia sẻ cũng như là xin thông báo với các bạn là lý do tại sao mà Tony không có làm cái buổi talk show sáng ngày hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 8 thì tháng 8 các bạn nhé. Rồi mời các bạn theo dõi cái video nha. Nói thật chứ các bạn, chứ mình không biết mọi người như thế nào, nhưng mà đối với mình á, cái cảm nghĩ của mình, cái suy nghĩ của mình là như thế này. Chẳng thà những cái gì á mà khó khăn hay là bệnh hoạn hay cái gì á, thì chẳng thà nó đổ lên đầu mình đi, thì mình còn chịu đựng được, tại mình người lớn rồi, mình già rồi các bạn, mình sống cũng lâu rồi thì không sao. Mà đổ lên ví dụ đi, con mình bị bệnh á, mình kiểu như là bình thường á các bạn, trong cuộc sống thì mình cực 5 phần, mình nói ví dụ đi, mình cực 5 phần, con mình bị bệnh á, mình cực tới 15 20 phần lận các bạn. Mình phải mỗi ngày á, mình phải đương đầu với cuộc sống, đương đầu với mưu sinh, phải lo mưu sinh. Nhưng mà con mình bệnh bây giờ, mình chẳng những lo mưu sinh mà mình còn phải lo nhiều việc lắm các bạn, thấy không? Và thành ra rồi bên Mỹ này thì các bạn biết rồi đó, cuộc sống thì nó rất là nhiều áp lực. Bởi vì nếu mà theo cho Tony chọn á, thì Tony sẽ chọn Tony bệnh chứ Tony không không muốn con mình bệnh đó. Nếu Tony có con đường lựa chọn thì trong lúc chở con tôi này đi bác sĩ á, thì các bạn biết rồi, thì mình làm một cái việc gì đó mỗi ngày á, thì mình cũng có một cái thói quen. Thì cũng giống như sáng thì tôi này lên tiệm, tôi này làm một cái buổi talk show á, livestream á, thì tôi này cũng có một cái thói quen. Nhưng mà hôm nay thì ngồi trong văn phòng bác sĩ từ sáng đến giờ thì tôi này cũng rất là nhớ khán giả, cũng như là nhớ nam nữ anh hùng Lương Sơn Bạ, cũng như là nhớ sư đệ sư chú sư bác sư cô sư phụ hay sư muội gì đó, nhớ hết everybody. Thành ra sáng hôm nay thì ngồi trong văn phòng bác sĩ, mình vừa lo cho con mình bệnh hoạn, mình bồn chồn trong người, mình buồn, nhưng mà mình buồn con mình bệnh, nhưng mà bên cạnh nó cũng có một cái buồn là buồn nhớ khán giả, buồn nhớ quý vị khán giả cũng như các sư huynh sư muội. Nó tóm lại thì mình cảm thấy là mình chưa có làm một cái buổi talk show á, thành ra mình thiếu thiếu một cái gì đó. Thành ra mình trông cho bác sĩ khám cho con mình nhanh nhanh, để mà mình đi ra khỏi văn phòng bác sĩ, để mình biết, cái thứ nhất là mình biết con mình bị bệnh gì, cái thứ hai là mình có thuốc để cho con mình uống, cái thứ ba nữa là mình dành một chút thời gian để mà làm một cái video nhanh gọn lẹ để mà cho các bạn thấy cái bản mặt cũ rích của Tony. Tại vì có nhiều bạn nói như thế này, mỗi ngày em xem cái buổi talk show của anh buổi sáng làm cho em có một cái năng lượng, một cái động lực, một một cái niềm vui, cũng giống như xem một cái vở hài kịch hay sao sao á. Thành ra cảm ơn anh rất nhiều, nhưng mà sáng hôm nay thì chắc là các bạn chưa thấy cái bản mặt cũ rích của Tony, cho nên các bạn chưa có năng lượng, cho nên các bạn chưa có một cái động lực, cho nên các bạn nhắn tin vào Facebook để hỏi Tony. Cho nên bây giờ thì Tony mới vừa hoàn thành cái trách nhiệm của một người cha xong là chở con đi bác sĩ. Bây giờ thì Tony nhảy lên đây để cho các bạn thấy cái bản mặt cũ rích của Tony, để mời các bạn có một cái năng lượng, một cái động lực sáng ngày thứ bảy cũng như là một ngày cuối tuần, để mời các bạn có cái năng lượng làm việc trong cái cuộc sống. Thì đây là một cái video mang tính chất chia sẻ thôi nha các bạn nha, chứ ngoài ra không có ý gì, cũng như là không có một cái dụng ý gì các bạn. Thì tại vì các bạn hỏi nhiều quá, quý vị khán giả hỏi nhiều quá, nam nữ anh hùng hỏi nhiều quá, sư đệ sư huynh sư tỷ sư bác sư chú gì á hỏi nhiều quá, cho nên Tony mới mới vừa đi ra khỏi bác sĩ. Thì bây giờ Tony vẫn còn ngồi trong xe nè các bạn, thấy không? Tony chưa lên tới tiệm mà cũng là coi như chưa có làm gì hết.
Tony đang ngồi trong xe, mới vừa ra khỏi bác sĩ thì nó như thế này nè các bạn. Cả đêm hôm qua thì Tony không có ngủ được, lý do là như thế này. Con trai của Tony bị bệnh, cả đêm nó bị sốt và bị đau cổ họng hay sao á, nó cứ vậy á, suốt đêm rồi nó bị sốt, cho nên Tony cả đêm không ngủ, phải ngồi canh con trai của mình. Vừa canh mà các bạn biết không, mà vừa trông nhìn cái đồng hồ á, trông cho trời mau sáng để mà chở con mình đi bác sĩ. Tại vì không lẽ nửa đêm mà chở vô emergency á, thì nó cũng hơi phiền phức. Cho nên mình trông cho trời mau sáng để mà đi bác sĩ. Thì các bạn biết rồi, cái thời gian á, mình càng trông á, càng thấy nó thăm thẳm chiều trôi các bạn. Nó dài đằng đẵng luôn. Thì ngồi á, mà vừa trông con mình á, rồi sợ con mình bị sốt, rồi phải dằn nước, rồi sao sao dằn khăn lạnh, rồi nó tóm lại vừa chăm lo cho con mà vừa nhìn cái đồng hồ. Trong từng giây từng phút mà mỗi lần nhìn vô cái đồng hồ á, ủa hồi nãy á, ví dụ đi 2:15 mà sao nãy giờ mình làm một chập rồi nó mới có 2 phút vậy, 2:17, tức là càng trông thì nó càng thấy lâu các bạn. Đó, thì Tony thức cả đêm trông cho con của mình. Thì vừa đúng á, sáng một cái là 6:30 sáng thì Tony bung ra khỏi phòng để mà chuẩn bị, rồi 8 giờ thì Tony chở con của Tony đi bác sĩ. Thì bây giờ Tony mới vừa ra khỏi bác sĩ, hiện tại bây giờ cũng gần 11 giờ trưa sáng thứ bảy tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Đó là lý do tại sao mà Tony không có làm cái buổi talk show ngày hôm nay. Thì các bạn biết rồi, một lần nữa thì Tony cũng cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn ủng hộ channel của Tony, cũng như là có một cái sự coi như là vui vẻ lúc mà xem video của Tony. Thì Tony cũng lúc nào cũng vậy, cũng ráng hết sức mình để làm những cái gì mà nó có ích cho mọi người, cũng như là đem lại những cái thông tin hữu ích, những cái thông tin tích cực, những cái thông tin mà nó đem lại cái năng lượng trong cái cuộc sống của chúng ta ở Mỹ này. Tại vì Tony cũng hơn 2/3 cuộc đời ở Mỹ, cho nên Tony hiểu được cái cuộc sống ở Mỹ này nó thấy như vậy, nhưng mà nó không phải như vậy đâu các bạn. Nó gai go, nó stress, nó áp lực từng giờ từng phút các bạn. Thì Tony cũng cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi thì nói tóm lại thì rồi thì sau vài phút Tony chia sẻ với các bạn lý do tại sao Tony không có làm cái buổi talk show sáng ngày hôm nay. Rồi thì sau vài phút Tony chia sẻ với các bạn lý do tại sao Tony không có làm cái buổi talk show sáng ngày hôm nay. Rồi Tony cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem cái video này nha. Chúc tất cả mọi người một cái thứ bảy an lành và mạnh khỏe. Mạnh khỏe là trên hết các bạn nha. Hiện tại bây giờ trong cái tình hình mùa dịch này thì các bạn biết rồi, bệnh nó rất là mệt, nguy hiểm lắm. Đi bệnh viện, đi bác sĩ gì nó cũng rất là nguy hiểm các bạn. Rồi, have a good weekend. Từ đây đến chiều mà Tony có những cái thông tin gì về cái gói cứu trợ lần thứ hai, cũng như là Tổng thống Trump có ký một cái gia hạn gì hay không, thì Tony sẽ làm một cái video để mà chia sẻ lại với các bạn. Rồi chúc tất cả mọi người một ngày an lành và hạnh phúc nha. Rồi, bye bye and see you in the next video.